Quỳnh Phạm xin gửi chào tới toàn thể cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay thì quay trở lại với tất cả anh em thì tiếp tục lên cho bác một cái bộ combo để chúng ta đi đánh chim tu hú, đánh ban đêm nhé. Thì đối với bộ combo của ngày hôm nay thì các bác đã thấy ở trước mặt màn hình đây rồi, sẽ gồm hai tay lưới này, hai chiếc loa phóng và một chiếc âm ly. Thì đối với bộ combo ngày hôm nay, sản phẩm này thì đưa ra tay các bác hiệu quả đánh kinh tế rất là cao, và Quỳnh Phạm sẽ đi chi tiết về từng món trong cái bộ combo đánh tu hú này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi chi tiết về cái mẫu phiên bản âm ly. Âm ly này thì có tên là DT263, một cái mẫu âm ly mà thứ nhất là cái phiên bản cải tiến và hàng chính hãng của nhà máy luôn. Hàng này thì công suất rất là lớn này. Đợt này về thì toàn bộ là khe cắm thẻ của nó sẽ là trực tiếp như này. Đấy, chúng ta khi sử dụng thì chúng ta sẽ cắm thẻ vào đây cho em. Đây mọi người lưu ý nhá, cắm trực tiếp thẻ nhớ vào đây cho em này. Đấy, ở cái khe cắm thẻ nhỏ này này mọi người. Chúng ta cắm thẻ vào đây không cần phải dùng quá áo thẻ, rất là tiện dụng trong quá trình chúng ta sử dụng mọi người nhá. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Cái dòng sản phẩm này sẽ gồm theo hai chiếc loa phóng như ở trước mặt màn hình đây. Loa này là loa toa Việt Nam, công suất của em này tối đa sẽ là 20W, công suất thực tế của nó là 15W. Thì cái dòng sản phẩm này sẽ kết hợp với gì ạ? Một bộ lưới như này. Lưới này của nó sẽ là 100m lưới và sẽ gồm hai tay 50m này. Chiều cao của lưới này là mắt 8 phân. Cao của em lưới này là cao 120 và sợi của nó là sợi 19 chuẩn luôn cho em. Đó, lưới này thì bên em đã làm thành phẩm hết như này rồi, các bác có thể thấy đây. Tất cả lưới thì bên em 100% chạy bằng giường cước đúc anh em nhé. Đây cước đúc đây, toàn bộ chạy giường cước đúc Trúc Giang chứ không phải là cước xe đâu mọi người. Đó, cước đúc thì các bác dùng nó rất là chạy lưới, và thứ hai nữa nó là tỷ lệ giãn rất là kém. Đó, rất là ít luôn, các bác đánh rất là ok. Và cái mắt 8 phân này chuẩn đánh tu hú luôn các nhìn nhá. Cái lưới này tuy nó là dòng sản phẩm hàng tàu loại 1 nhưng các bác nhìn này, khi em quay video nó vẫn đảm bảo được cái độ óng ánh và độ đẹp như này cho các bác chúng ta đi săn bẫy luôn. Các bác nhìn kỹ luôn cho em. Hàng này là hàng tàu nhưng nó rất là chắc chắn nha mọi người nhá. Đánh tu hú em bao chắc chắn luôn cho mọi người luôn. Đó, riêng tu hú thì các bác yên tâm, đánh nó chân nó không khỏe như gà đâu, cho nên các bác chơi cái hàng tàu này đánh thứ nhất là tiết kiệm rất là nhiều tiền, và thứ hai nữa là đánh nó đạt hiệu quả kinh tế cao thì chúng ta nên lựa chọn dòng sản phẩm cao 9m6 này, tùng túi rất là sâu, quy cách đóng gói 5 dây 4 túi, có loại 50m và 100m. Còn trong bộ combo ngày hôm nay sẽ là hai tay 50m cho em. Đó, một bộ combo một món này, hai món, ba món, bốn món. 4 món ngày hôm nay, 1, 2, 3, 4 4 món ngày hôm nay sở hữu về tay với giá là bao nhiêu em báo giá này, 1.650.000 miễn ship vận chuyển 63 tỉnh thành. Em tặng kèm file tu hú chuẩn luôn cho anh em chúng ta đi săn bẫy nhá. Và bây giờ các bác sẽ cùng em hướng lên video này, cùng Quỳnh Phạm chúng ta đi test về cái âm thanh tu hú xem nó có chuẩn đúng như lời Quỳnh Phạm giới thiệu không nhá. Đây, các bác hướng lên video này. Nói chung là chất lượng của dòng sản phẩm loa phóng này cũng khá chi là ok đúng không ạ? Mà nhất là các bác chúng ta mới vào nghề sở hữu về tay một bộ combo đánh hú này giá chỉ có 1.650.000 thôi, mà em sẽ hỗ trợ file tiếng miễn phí chuẩn luôn cho anh em chúng ta đi săn bẫy luôn. Thì một bộ combo ngày hôm nay báo giá công khai, và combo 4 món ngày hôm nay sở hữu đánh tu hú về tay chỉ có 1.650.000. Các bác nhanh tay qua số code ủng hộ cho em nha mọi người nhá. Và tất cả file tiếng em sẽ miễn phí cho anh em luôn khi chúng ta mua hàng bên em. Và tất cả hàng hóa các bác nhận hàng sẽ kiểm tra hàng gồm hai tay lưới này, hai chiếc loa như em đang để trước màn hình đây, và một chiếc âm ly này. Đó, âm ly này thì công suất rất là lớn, đánh rất là ok luôn, và giá thành đi theo bộ combo rất là rẻ. Còn bác nào chúng ta muốn mua rời trong cái chi tiết của bộ combo 4 món này, Quỳnh Phạm có bán rời bán lẻ tất cả các chi tiết ở trong bộ combo này mọi người nhá. Và ngoài dòng sản phẩm ngày hôm nay thì em lên sóng và chi tiết tới toàn thể anh em, thì bên em rất là nhiều âm ly, loa đài, sân bẫy phục vụ anh em đầy đủ, lưới trải phục vụ các bác. Chúng ta có nhu cầu thì nhớ ấn đăng ký kênh, qua shop ủng hộ cho em. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc bác chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào tất cả các bác, hẹn mọi người ở những buổi video lần sau.